Chuyển sang thông tin ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, đến cuối tuần này, hầu hết các địa phương trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là khâu quan trọng nhằm đánh giá toàn diện khách quan sự tín nhiệm của người dân đối với các ứng cử viên. Ủy ban bầu cử xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ có 6 đơn vị bầu cử và 7 khu vực bỏ phiếu với số cử tri dự kiến gần 6.200 người. Đến thời điểm này, xã đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, rà soát thống kê số cử tri, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri theo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức được là 13 cuộc tuyên truyền, trong đó là tập trung đến các cái khu vực thôn ấp, lồng ghép vào các cái cuộc họp khu dân cư. Đồng thời là chúng tôi là tuyên truyền bằng pano, băng rôn. Hiện nay thì tất cả các cái trụ sở mà của điểm bầu cử chúng tôi đã tổ chức cho tuyên truyền cái trực quan này. Do là địa bàn thuần nông, dân cư thư thớt nên Ủy ban bầu cử xã Sông Xoài đã chỉ đạo các ngành liên tục rà soát số cử tri, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung bầu cử đến cử tri để cử tri nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình. Địa bàn của ấp Sông Xoài 2 thì nó thưa, dân thưa thớt lắm. Thì qua cái một số họp và dân mà tôi triển khai xuống tổ dân cư, các đoàn thể để triển khai cho từng nhất là dân tộc Hoa để nắm bắt về cái quy trình bầu cử là mỗi một người một lá phiếu đi bầu cho chọn những người sáng suốt để bầu vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng và đại biểu Quốc hội. Tại phường Hắc Dịch, Ủy ban bầu cử phường cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, rà soát và lập danh sách cử tri. Phường Hắc Dịch có 7 tổ bầu cử và 7 điểm bỏ phiếu với dự kiến 14.067 cử tri. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái cử tri tại địa bàn đơn vị bầu cử. Tuy nhiên thì hiện nay cái cử tri mà vãng lai tương đối là nhiều, do đó là công tác rà soát nắm danh sách cử tri có phần nào khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm của ban chỉ đạo thì chúng tôi cố gắng làm sao lập được cái danh sách cử tri thật đầy đủ nhất để đảm bảo cái quyền lợi của người dân khi đi bỏ phiếu. Hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, lập danh sách cử tri và niêm yết tại các điểm bỏ phiếu, các xã phường của thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lần cuối danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.